Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sao gọi là lòng nhân? Nhân giả ái nhân là người có lòng thương yêu mọi người. Chữ nhân này nếu đối theo con người mà nói, nhân là sự biểu hiện lòng nhân từ, có tư tưởng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, gọi là chuyện gì mình không muốn thì đừng đẩy cho người. Việc gì tự bản thân mình không thể chấp nhận thì chớ gán cho ai. Nếu gán ép cho người những việc mà tự mình đã không thích, đó là người không có lòng nhân. Người có lòng nhân là người chịu thiệt thòi, chịu nhẫn nhục, gọi là sơ nhi miễn cưỡng, cửu nhi tự nhiên. Nghĩa là lúc đầu mình cảm thấy như gượng gạo, khó chịu, nhưng thời gian lâu dần rồi cũng quen thành tự nhiên, không còn thấy bị miễn cưỡng chút nào. Chữ nhân này nếu nói theo sự việc là mình cần có lòng nhẫn nại và làm chuyện gì cũng làm cho đến nơi đến chốn. Cho nên nói, sự dục cầu tinh, tu dụng khổ công, công phu kỹ đáo, xúc loại bàn thông. Muốn được việc tốt, cần phải chịu khó, khi công đã đủ, gặp chuyện biết ngay. Bất luận khi làm chuyện gì, chúng ta nhất định phải là đã làm tốt rồi, còn muốn làm cho tốt hơn, làm cho đến lúc toàn thiện toàn mỹ mới thôi. Nhưng phải làm như thế nào mới được đây? Tức là chúng ta phải có khổ công phu. Sao gọi là khổ công phu? Tức là một chữ nhẫn. Chữ nhẫn ví như hình ảnh của trái tim đang bị cái dao cắm vào, cho nên đau nhức vô cùng. Đây có nghĩa là chúng ta phải nhẫn đau, phải chịu khổ, phải nhịn đói, nhịn khát, nhịn gió, nhịn mưa, nhịn nóng, nhịn lạnh, nhịn tất cả. Chúng ta phải nhịn, nhịn, nhịn. Nhẫn nhịn tất cả những chuyện không thể nhẫn nhịn. Đối với hết thảy các việc, chúng ta đều phải chịu khó, chịu khổ mà làm. Chúng ta phải ráng chịu khổ công. Khi công phu đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ được thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta có thể nghe một mà biết mười. Chúng ta sẽ khai mở cửa trí tuệ, và đối với mọi việc về sự, lý, chúng ta cũng sẽ hoát nhiên quán thông thấu suốt hết, tức nhìn thoáng qua một cái là biết ngay, không có gì chướng ngại cả. Lại cũng có thể đem các hạt giống chủng tử để nói về chữ nhân này. Ví như khi trồng ngũ cốc, chúng ta nhất định phải chọn hạt giống lớn tốt, bởi vì giống tốt sẽ nảy mầm mạnh mẽ, khi đến mùa thu mới có thu hoạch nhiều. Mỗi người nông dân đều hiểu rõ về việc này. Nếu chúng ta không chọn giống tốt, không cày cấy, không tưới bón, thì mùa thu đến, chúng ta sẽ chẳng thu hoạch được gì, gọi là cày cấy một phần thì thu hoạch một phần. Tình hình các học sinh học tại trường cũng giống như thế. Khi ở trường, nếu các em chịu ra công học hành và nghiên cứu hiểu rõ những đạo lý trong sách vở, đương nhiên là sau này các em sẽ trở thành các bậc nhân tài hữu dụng. Nhưng nếu các em không cầu hiểu ý giải thâm sâu, chỉ học qua loa cho xong chuyện, đến chừng sau khi tốt nghiệp thì chẳng có nghề nghiệp sở trường gì, cho nên các em sẽ không có khả năng tìm kế mưu sinh. Để rồi các em trở thành gánh nặng cho gia đình, là ký sinh trùng trong xã hội, và bị người khinh rẻ. Hạt giống chủng tử được phân ra làm hai loại là chủng tử hữu tình và chủng tử vô tình. Chủng tử hữu tình có thể sanh ra bốn loại động vật như thai, noãn, thấp, hóa. Chủng tử vô tình sẽ sanh ra thảo mộc thực vật và các loại khoáng chất như sắt, đá. Chúng sanh hữu tình là loài có tình, có tánh. Chúng sanh vô tình là loài không có tình nhưng có tánh, gọi là hữu tình vô tình, đồng viên chủng trí. Tánh của hữu tình và vô tình
thì tương thông với nhau, vì chúng vốn là một. Vô tình là tạm thời vô tình, nếu chúng có thể phản bổn hoàn nguyên trở lại bản thể, chúng cũng sẽ biến thành hữu tình. Nhưng việc này không phải dễ dàng vậy đâu, vì chúng phải trải qua một thời gian rất lâu mới có cơ hội phản bổn hoàn nguyên được. Cơ hội đó giống như một hạt bụi rất nhỏ trong 3.000 đại thiên thế giới đấy. Vả lại, cho dù chúng nó có chuyển thành chúng sanh hữu tình đi nữa, chúng cũng đều là loài động vật hạ cấp như con lăng quăng, con trùng, con kiến mà thôi. Chúng ta tuy là loài hữu tình, nhưng chỉ là tạm thời, chứ không phải vĩnh viễn. Nếu như chúng ta không làm người tốt, thì linh tánh sẽ biến hóa suy tàn, rồi hóa thành loài thực vật vô tình. Do đó, các cây cổ thụ đều có quỷ thần trú ngụ ở bên trong. Tại sao? Bởi vì cổ thụ và quỷ thần có sự gắn bó tương thông với nhau. Người và quỷ thần cũng gắn bó tương thông với nhau, không có gì ngăn cách. Người tu hành phải hiểu rõ đạo lý này, đừng nên đọa lạc làm loài thực vật. Thực vật tuy có tánh, nhưng chúng không dễ gì biến thành loài hữu tình. Hỡi các em học sinh, mọi người đều có thể phản bổn hoàn nguyên, đều có thể thành Phật. Chỉ cần các em sớm phát Bồ Đề tâm và cố gắng dụng công tu hành. Nếu không, đến khi các em bị đọa lạc vào loại vô tình, biến thành loài thực vật rồi mà muốn tu hành thì khó lắm đấy. Lúc đó các em có hối hận cũng đã quá muộn màng. Giảng ngày 6 tháng 3 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的所和